Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 7 năm 1965, trong lần đến thăm trận địa của đại đội 1 pháo cao xạ Tam Đảo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, dù đế quốc Mỹ có lắm súng, nhiều tiền, dù chúng có B-57, B-52 hay B gì đi chăng nữa, thì ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ, chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh, mà đã đánh là nhất định thắng. Vậy B-52 là gì? B-52 được mệnh danh là siêu pháo đài bay, được coi là vũ khí linh hoạt nhất trong bộ 3 vũ khí chiến lược của Mỹ. Bất khả chiến bại, và cứ mỗi lần thị uy đối thủ nào thì Washington lại cho B-52 cất cánh. Và vì sao loại vũ khí tối tân ấy lại bị bắn rơi nhiều như vậy trên bầu trời của Hà Nội? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự sau đây. Muốn thắng địch thì phải hiểu địch, nắm chắc địch. Muốn bắt cọp phải vào tận hang. Từ chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 1966, ta đã bí mật đưa lực lượng tên lửa và radar vào chiến trường Vĩnh Linh khu 4, trực tiếp tìm hiểu tính năng kỹ chiến thuật, nghiên cứu quy luật hoạt động, cách đánh phá của B-52, từ đó tìm ra cách đánh thích hợp. Kiên cường bám trụ tại chiến trường khu 4, qua nghiên cứu, tiểu đoàn 238 đã phát hiện ra nhiễu của B-52 là nhiễu trong đội hình, nghĩa là máy bay ở đâu, nguồn nhiễu ở đó. Ba thằng này ổn định về đội hình, tham số biến thiên của tốc độ, cự ly và tốc độ ngắm rất ít thay đổi. Tín hiệu nó lớn hơn thì nó đỡ nhấp nháy hơn. Ta phải xác định đấy nó là nhiễu trong đội hình, tức là nó nằm gây nhiễu là trong cái máy bay mà mang vào đánh phá, thì cái nền nhiễu nó miệng hơn. Nhiễu của F là cái loại nhiễu nó quét nhiều hơn. Nắm quy luật hoạt động của B-52 thôi chưa đủ, đó còn là chiến thuật và sự sáng tạo trong cách đánh. Trước khi vào trận, các chiến sĩ của tiểu đoàn 77 đã được rèn luyện phương pháp đánh trong điều kiện địch sử dụng tên lửa chống lại, cần thuần thục thao tác tắt mở anten kịp thời, không để cho địch điều khiển tên lửa chính xác vào đài mà ta vẫn bám sát được mục tiêu trong sai số không đáng kể. Thời khắc quyết định sống còn đó thường chỉ diễn ra trong vài ba giây. Chính nhờ cách đánh vượt trước nửa góc này, tại trận địa tên lửa Chèm, tiểu đoàn 77 đã bắn hạ 4 chiếc B-52, nhiều nhất trong số các đơn vị tên lửa tham gia chiến đấu bảo vệ thủ đô trong 12 ngày đêm. Đêm 18 tháng 12, cái đêm đầu tiên ấy, thì cái trận đầu tiên mình chưa qua với B-52 bao giờ. Và thực sự ra cái phân biệt giữa nhiễu B-52 và các loại nhiễu khác cũng chưa được. Thế cho nên phải đánh bằng phương pháp 3 điểm. Chứ còn từ trận thứ 2 trở đi, hiểu được tính năng kỹ chiến thuật của B-52. Thế thì vậy cho tiểu đoàn 77 là bám sát được giải nhiễu của B-52 từ xa vào đến cự ly nhất định, thì tiểu đoàn 77 là phát sóng khi bắt được tín hiệu của B-52 rất rõ và sáng. Thế cho nên là bắn bằng phương pháp vượt nửa góc rất có hiệu quả. Như vậy, bằng tinh thần chủ động cùng với việc vận dụng các kiến thức khoa học kết hợp kinh nghiệm tác chiến trên chiến trường, quân và dân miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, đã tạo nên thế trận phòng không nhân dân nhiều lớp, nhiều tầng và giành chiến thắng trong trận đánh lớn trên bầu trời Hà Nội. Bị tổn thất lớn và không đạt mục đích, Mỹ buộc phải tuyên bố ngừng ném bom đánh phá từ Bắc Vĩ Tuyến từ 20 trở ra, đàm phán hội nghị Paris và kết thúc chiến tranh phá hoại thứ hai đối với miền Bắc Việt Nam.